Sau 2 ngày tranh tài đầy kịch tính, giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang năm 2023, Cúp Lộc Trời đã bước vào chặng đua thứ 3, có lộ trình 94 km, đi qua tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang để về với tỉnh Sóc Trăng. Ngay từ khi trọng tài vừa phất cờ, Hồ Ngọc Lan Phương của đội Vĩnh Long, Nguyễn Thị Yến Nhi của đội Thành phố Hồ Chí Minh và Trần Thị Thúy Vân của đội Bình Dương đã nhấn bàn đạp để bước lên. Ngay lập tức, một nhóm 9 vận động viên khác nỗ lực bám đuổi để gia nhập top đầu. Trong nhóm này, 4 tay đua khác tiếp tục tách ra, kéo nhau về mức sprint 1. Để rồi, Nguyễn Ngọc Huỳnh Như của tập thể trẻ Đồng Tháp là người giành được 5 điểm thưởng. Sau mức giải thưởng dọc đường, 3 ekip xe đạp An Giang chủ động làm việc, kéo đoàn đông đuổi theo. Ở mức sprint 2, Bùi Thị Quỳnh của đội Bình Dương chọn thời điểm thích hợp để bung sức, vượt qua Nguyễn Thị Thu Mai và Trần Thị Phương Dung để có được phần thắng. Đến lúc này, sự kịch tính mới bắt đầu. Một nhóm gồm 7 vận động viên tách ra đi riêng. Trong đó, 2 vận động viên Bình Dương cố gắng tăng tốc nhằm phá sức của 3 ekip An Giang ở phía sau, tạo lợi thế cho Bùi Thị Quỳnh trong cuộc tranh chấp ở vạch đích. Toan tính của 2 ekip đội Bình Dương đã mang lại hiệu quả. Ở thời điểm quyết định, Bùi Thị Quỳnh tung nước rút để về đích đầu tiên, khi hơn Trần Thị Thùy Trang của tập đoàn Lộc Trời An Giang chưa đầy nửa vòng bánh xe. Chiến thắng chặng này cũng giúp Bùi Thị Quỳnh chính thức xe áo xanh do Nguyễn Thị Thi của tập đoàn Lộc Trời An Giang nắm giữ ở 2 chặng trước